những trái bí vàng, bí bạc, bí máy bay, bí phi thuyền, bí quả gấc, bí giọt nước là những cái loại bí rất là độc đáo ở Chi Mi. Và hôm nay thì mình sẽ tiến hành đi cấy giống các loại bí này trồng xuống đất để cho nó leo lên dàn. Đây, đây là cái luống mình ươm hạt bí. Bây giờ mình sẽ tiến hành đào lấy cây. Mình vừa đào được một hố. Một cây tiếp theo. Có những hạt giống không nảy mầm này, hai hạt không nảy mầm này, ba hạt không nảy mầm. Những cái bí rất là mập mà đã có hai lá thật, có thể đem đi trồng, sẵn sàng đem đi trồng rồi.